từng so đo, từng tính toán đến phạm vị. So đo tính toán đến phạm vị, chỉ sợ không thể vãng sanh. Thế giới Tây Phương cực lạc, người này đúng là quá chấp trước, quá yếu ớt. Chúng tôi không cần anh, đến đây mà còn muốn tranh địa vị, chẳng phải làm trò cười sao? Cần tâm địa phải luôn thanh tịnh, tâm bình khí hòa, không nhiễm chút trần. Như vậy mới có thể làm được việc lớn này. Đời này vĩnh thoát luân hồi, không còn trôi lầm trong ba đường ác. Bởi vậy cần phải siêng năng tu hành Bồ Tát. Đối với thải đại chúng sanh, phải dùng phương tiện thiện xảo, học tướng nhiếp pháp của Phật, bố thí, ái ngữ, lợi hạnh, đồng sự, dùng vô số phương tiện để giới thiệu Phật pháp cho đại chúng. Đó là vô lượng công đức. Chỉ cần là người quen, hiện nay rất phương tiện, bây giờ ta có thể giới thiệu địa chỉ trên mạng cho họ, giới thiệu đạo tràng cho họ. Tôi làm ở đây cũng hy vọng mỗi vị đồng tu đều siêng năng nỗ lực làm. Cách làm này là thay phần làm việc. Tổng đề mục của chúng ta vẫn chưa biết câu đối. Câu đối chính là đề mục chung của chúng ta: học vi nhân sư, hành vi thứ phạm. Tám chữ này là nội dung viên bản của kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Kiều. Làm Phật Bồ Tát nghĩa là gì? Chính là làm tấm gương tốt cho hết thảy chúng sanh, làm biện pháp cho tất cả chúng sanh. Hy vọng người khác đến đây tham học, luôn gặp chúng ta, luôn xây mình chúng ta, luôn chỉ giáo chúng ta. Chúng ta làm chẳng lẽ không có khuyết điểm, không có sai lầm?